Ai mà bị vi phạm là mời lên đứng lên này để mà. Rồi, con thỏ ăn cỏ, uống nước, chui mà nằm ngủ. Để các bạn nào đề nghị nằm ngủ cho ngủ luôn. Rồi, con thỏ ăn cỏ, rồi uống nước, chui mà. Để con bà mời hai bạn nè, bạn nào bạn này đứng rồi vẫn bắt bạn này được, bạn đứng lên đi, con đứng lên đi, các bạn đây đấy bạn trai nè, con làm trọng tài giùm chú ơi, rồi lên làm trọng tài, bắt các bạn nào vi phạm không? Mời lên luôn, coi như mình làm công an đi, ai vi phạm bắt lên, đây công an nữ là hai công an nữ, một công an nam, rồi hai chú ý nha, con thỏ. Rồi mời các bạn này lên nè, các bạn ngồi kế bạn đầu tiên nè. Rồi ăn cỏ mà đưa như đi, cỏ ra đây. Không, đứng đi ra, đứng đi ra nè. À, bạn vi phạm đứng đó. Rồi lại nha. Bắt chừng được 5 bạn rồi rồi lên phạm. Con cỏ ăn cỏ uống nước chui mà ơi khó bắt rồi giờ lũ rồi.